Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sợ vào lò, Nguyễn Văn Thể đang phi tang chứng cứ. Theo thông tin nội bộ tuần ra giữa tháng thì ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ bị thay thế bởi Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Việc thay thế chỉ là vấn đề về thời gian. Nguyễn Văn Thể, người trước đây suýt bị khởi tố hình sự vì liên quan đến Úc Chọc và công ty Yên Khánh, nay sẽ được điều về làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chám vào chỗ Nguyễn Thành Phong, kẻ sẽ bị khởi tố bắt giam trong nay mai. Nguyễn Văn Thể thay thế vị trí Nguyễn Thành Phong làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, xem như đang ngồi đợi để khởi tố. Còn có bị khởi tố hay không thì còn tùy vào khả năng ứng biến của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải này. Đối với Nguyễn Văn Thể thì chỉ cần ngồi vào chiếc ghế Phó trưởng Ban Kinh tế đợi hết nhiệm kỳ rồi về vườn là một thành công lớn. Sự nghiệp chính trị xem như chấm dứt với ông Thể. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Để không bị vào lò thì điều đầu tiên mà ông Thể nghĩ đến là phi tang chứng cứ để tránh hậu họa. Khi mà còn đương chức, còn quyền bính trong tay thì lo dọn hết những gì liên quan đến sai phạm của mình. Làm tốt điều này thì không may ra ông Thể sẽ không ngồi tù. Bằng không thì ông sẽ lại chung số phận với sếp của mình là Đinh La Thăng và đồng cấp trước đây của ông là Nguyễn Hồng Trường. Vậy thì Nguyễn Văn Thể sẽ làm gì là câu hỏi được dư luận đặt ra. Được biết vào ngày 23 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải có tờ trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ theo các quy định và chỉ đạo của Chính phủ. Dự thảo đã được các bộ góp ý. Trong tờ trình, ông Nguyễn Văn Thể chỉ đạo bỏ cấp Tổng cục với Tổng cục Đường bộ và thành lập Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc, giải thể vụ an toàn giao thông, chuyển nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý kết cấu hạ tầng, sát nhập đối tác công tư vào vụ kế hoạch và đầu tư để quản lý chung cả dự án đầu tư công trình giao thông. Với vụ quản lý doanh nghiệp, do Bộ còn quản lý một số doanh nghiệp của nhà nước, đặc biệt là đang tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy SBIC, nên sau khi hoàn thành các nhiệm vụ sẽ nghiên cứu sắp xếp để tinh gọn bộ máy. Đây là hình ảnh được cho rằng phải chăng ông Nguyễn Văn Thể đang phi tang chứng cứ. Cục Y tế Giao thông Bộ Vận tải của Bộ Giao thông Vận tải tạm thời vẫn duy trì để thực hiện nhiệm vụ liên quan chuyển giao 16 cơ sở y tế thuộc Bộ về địa phương. Khi hoàn thành sẽ chuyển từ Cục thành Trung tâm Y tế, Môi trường, Lao động, Giao thông Vận tải. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục duy trì 6 vụ và tương đương gồm tài chính, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thanh tra, văn phòng. Duy trì 6 cục bao gồm hàng hải, hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, đăng kiểm, quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, tức là đổi tên thành Cục Quản lý Đầu tư xây dựng. Sau khi sắp xếp lại, Bộ Giao thông Vận tải giảm từ 27 đầu mối xuống còn 23 đầu mối trực thuộc. Ngoài ra, bộ này giảm 10 trên 21 đơn vị sự nghiệp trực thuộc khác nhau. Nhìn bên ngoài thì người ta nghĩ ông Nguyễn Văn Thể đang tinh giản bộ máy giao thông vận tải. Tuy nhiên, ẩn bên trong đó chính là ý đồ giải tán những cơ quan mà có thể là đầu mối khui ra sai phạm của ông Thể khi ông này rời khỏi chiếc ghế bộ trưởng. Đặc biệt là giải tán Tổng cục Đường bộ. Tổng cục này là nơi đã gây ra hàng loạt tiêu cực với các bốt bẩn mà hiện nay nó là ung nhọt chờ ngày bung ra. Đây là hình ảnh với hai bàn tay chuyên vồ mồi, liệu ông Tổng có để Nguyễn Văn Thể thoát hay không? Giải thể là dẹp bỏ với đổi tên. Nếu đổi tên Tổng cục Đường bộ thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc thì nó là giữ nguyên bộ máy cũ và vết tích cũ, chỉ mở rộng thêm phạm vi quản lý sang lĩnh vực đường cao tốc. Còn giải tán thì lại là chuyện khác. Giải tán chính là hình thức phi tang vì ông Nguyễn Văn Thể đang dính đến quá nhiều sai phạm ở ngành giao thông vận tải. Nguyễn Văn Thể cũng rất nhanh tay. Tuy nhiên, có thoát được hay không thì chưa biết, không hẳn phi tang mà đã thoát tội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Quốc hội sẽ lên chức, gót chân asin của Huệ là máu gái, cẩn thận kẻo ngã nhào. Như tờ Thời báo .d đã phân tích, tứ trụ, trụ chủ tịch nước thì rung lắc, trụ thủ tướng thì mất đà, trụ tổng bí thư lại quá già, còn lại trụ chủ tịch quốc hội ngư ông đắc lợi. Ông chủ tịch quốc hội đang có hai lợi thế cực lớn,
đó là đứng ngoài cuộc thanh trừng mang tên Việt Á. Vụ Việt Á đã làm lung tay chiếc ghế của chủ tịch nước và kéo lùi đà tiến của chiếc ghế thủ tướng. Lợi thế thứ nhì là ông chủ tịch quốc hội là con cưng của ông tổng. Ông Huệ là hàng cài của ông tổng vào chính phủ với chức danh là bộ trưởng bộ tài chính. Nhiệm vụ là để giám sát ông thủ tướng thời đó và cũng là đối thủ chính trị của ông tổng. Nguyễn Tấn Dũng khi đó làm mưa làm gió. Ông Huệ đã từng lên tiếng phản pháo thẳng thừng hệ thống sân sau thuộc nhóm lợi ích của Ba Dũng ở ngành xăng dầu. Đây là hình ảnh ông chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Vào năm 2011 khi đó, trong buổi hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, đứng trước những áp lực thậm chí là chỉ trích của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về cách điều hành giá xăng của Bộ Tài chính, đòi Bộ Tài chính phải thả nổi giá xăng dầu, ông Vương Đình Huệ khi đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời một câu nói mà khiến tất cả các doanh nghiệp xăng dầu lúc đó phải lạnh sống lưng, đó là nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được nhà nước. Sau câu nói này, phía Nguyễn Tấn Dũng tìm cách đẩy ông Huệ ra khỏi chính phủ. Và đến ngày 28 tháng 12 năm 2012, ông Huệ cuốn gói rời chính phủ sang ban bí thư làm trưởng ban kinh tế trung ương. Ban này bị giải thể trước đó, nhưng ông tổng trọng lại hồi sinh để ông Huệ có chỗ tá túc khỏi phải bơ vơ. Và ông Huệ đã giữ chức này cho đến ngày 11 tháng 4 năm 2016. Vương Đình Huệ là một trong hai đứa con cưng của người còn lại đã xanh cỏ, đó chính là Nguyễn Bá Thành. Huệ tốt số, Huệ được hưởng thụ rất lớn từ sau khi ông Nguyễn Bá Thành chết đi. Ông trọng xem trọng Nguyễn Bá Thành hơn, và nếu Nguyễn Bá Thành còn sống thì Huệ sẽ không được như ngày hôm nay. Đó là nhận xét của một số ý kiến đánh giá của giới thạo tin cho biết. Đây là hình ảnh tuyên bố xanh dờn của ông Huệ khi còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của khóa 11, ông Tổng muốn giới thiệu Nguyễn Bá Thành và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, phe Bà Dũng đã đá văng hai nhân vật này và đưa Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên sau đó 3 năm thì ông Tổng đã quật được Bà Dũng thì ông cũng đưa được Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Lúc này Nguyễn Bá Thành đã không còn nên ông Tổng dành hết ưu ái cho Vương Đình Huệ. Có thông tin từ bên trong đưa ra cho rằng trước khi vào tứ trụ, tức là trước đại hội lần thứ 13, ông Tổng đã bắt ông Huệ phải thề trước vong linh cụ Hồ, và ông Huệ đã thề, và từ đó tới nay ông Huệ luôn tránh xa trò đấu đá khốc liệt. Đợi ông Tổng dẹp loạn xong thì Nhất Huệ thì đưa vào vị trí mới. Nói chung trong cuộc chiến đấu đá cung đình ngay trong tứ trụ, Huệ rất nhàn, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu rồi sau đó thành ngư ông đắc lợi bằng cách hất con hổ thua cuộc ra ngoài và chiếm chỗ của nó. Đây là hình ảnh Vương Đình Huệ và Nguyễn Phú Trọng. Đấy chính là lợi thế. Tuy nhiên, ông chủ tịch quốc hội không phải là người không có điểm yếu. Điểm yếu của ông chủ tịch quốc hội là máu gái. Tuy nhiên, chưa đổ bể vụ scandal nào về vấn đề này, nhưng bản chất của nó thì thấm vào máu. Làm chính trị mà dính máu này thì rất rủi ro trong tương lai. Nó là cơ hội cho đối thủ chính trị rình mò, mua chuộc và đưa vào bẫy bất cứ lúc nào. Ông Lê Khả Phiêu lên đến chức tổng bí thư nhưng tại vị chỉ có 3 năm. Nguyên nhân được cho là máu gái cũng như vậy và dính bẫy của phương Bắc. Chính vì thế bị người ta xỏ mũi ký hiệp định biên giới Việt Trung, làm cho Việt Nam mất mát khá nhiều đất ở khu vực biên giới. Đấy là vết xe đổ mà có liệu rằng ông chủ tịch quốc hội hiện nay có rút được ra bài học xương máu hay không? Máu gái chính là gót chân asin rất lớn, dễ sập bẫy mỹ nhân kế. Nếu không cẩn thận thì sự nghiệp chính trị sẽ đổ trong chốc lát.